Đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn tới anh Việt và cũng như là cảm ơn tới ban tổ chức của công ty VNC vì đã có một cái chương trình rất là hay, rất là tuyệt vời cho các bạn sinh viên mới ra trường như bọn em. Thì thực sự thì em cũng được biết đến cái tiếp cận đến cái DISC này trước rồi, nó là cái công cụ rất là hay, nhưng mà mình cũng chưa từng đào sâu vào nó. Và mình cũng biết đấy, thì như khi em lên ấy, em cũng thấy rằng là mình cũng có tính S, mình có tính Y, mình có tính C. Nhưng mà thực sự khi mà lúc anh Việt bảo em là kiểu em bị như kiểu hòa lẫn ấy, hòa lẫn với mọi người, thì em mới nhận thấy rằng là kiểu mình cũng biết biết qua qua và mình đang dần cải thiện những cái khác. Nhưng mà thực sự trong cái buổi ngày hôm nay thì em mới thấy rằng là cái DISC ấy, nó được diễn giả rất là sâu, và thấy rằng là thì thực ra là kiểu mình tồn tại những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu đấy ở trong từng một khía cạnh, và mình cần phải cải thiện để mình tốt hơn, nghĩa là để bản thân mình càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng có thể nắm được cái số phận của mình hơn. Và thực sự thì khi mà hôm nay được ngồi cùng với các bạn S ở đây thì em thấy rằng là kiểu đúng, mình thực ra đúng là mình phát triển từ người S mà, nhưng mà mình thấy rằng là đúng, mình cũng có những cái này cái kia, và nếu mà khi mà mình hiểu được ấy, mình áp dụng được nó vào trong cái công việc, trong cái cuộc sống của mình, và như là có một vài bạn nói là mình cân bằng được bốn cái góc độ DISC, thì lúc đấy là mình ít nhất là mình có cái thành công trong con người mình rồi.